2,5 tỷ. Con số này không phải là điểm số trong một trò chơi, mà là số tiền tính bằng đô la Mỹ mà một rapper đã kiếm được. Cho bạn nào chưa hình dung kịp, thì 2,5 tỷ đô la Mỹ tương đương là 58.000 tỷ đồng. Bạn tự hỏi làm thế nào một rapper có thể kiếm được số tiền lớn đến như vậy? Thật khó thể tin được, nhưng đó là sự thật. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào một thế giới nơi mà rapper không chỉ là nghệ sĩ mà còn là một cô máy in tiền thần kỳ. Hãy khám phá cuộc hành trình đáng kinh ngạc của những nghệ sĩ tài năng này, những người đã thống trị bảng xếp hạng và tích lũy tài sản vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Nhưng trước khi bắt đầu, đừng quên để lại một like và một follow để ủng hộ ekip tụi mình nha. Còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Jay-Z đã giữ vị trí đứng đầu trong danh sách những nam rapper giàu có nhất trong dòng nhạc hip hop. Giá trị tài sản ròng của Jay-Z đã tăng vọt lên thành 2,5 tỷ đô la Mỹ theo một báo cáo mới của Forbes được công bố gần đây. Mặc dù bản báo cáo còn sơ sài về chi tiết, nhưng nó lưu ý rằng tài sản của nam rapper người Mỹ vẫn tăng mạnh dù không có sản phẩm âm nhạc mới. Theo như tạp chí này thì ngay cả trong một năm không có chuyến lưu diễn hay là phát hành album nào, Jay-Z vẫn kiếm được hàng triệu đô từ rượu champagne và rượu cognac của anh ấy. Tài sản của Jay-Z đến từ nhiều nguồn khác nhau. Đầu tháng 2 năm 2023, rapper này đã bán được số lượng lớn cổ phần của hãng rượu DUC và thu về hơn 750 triệu đô. Bên cạnh đó, thì rapper này còn sở hữu một vài tác phẩm nghệ thuật của Jean-Michel Basquiat, cổ phần trong nhiều công ty như là Block Uber. Và cuối cùng là kho tàng âm nhạc của nam rapper, khi nó được định giá 1,4 tỷ đô vào năm 2022, đồng thời cũng là thứ đáng giá nhất trong khối tài sản của Jay-Z. Jay cũng kiếm được khoản kha khá từ việc bán đĩa hát của mình. Theo Best Selling Albums, rapper này đã bán được hơn 41 triệu album trên toàn thế giới, với kỷ lục bán chạy nhất là album phòng thu thứ hai của nam rapper, Vol 2 Hard Knock Life, bán được 5,5 triệu bản trên toàn thế giới. Jay-Z và vợ của mình là Beyoncé đã từng ở tại một biệt thự ven biển trên đường cao tốc bờ biển Thái Bình Dương ở Malibu. Cặp đôi này đã chào đón cặp song sinh Rumi và Sir tại đây. Biệt thự gồm 15 phòng ngủ và 10 phòng tắm và giá cho thuê của nó cũng không hề nhẹ nhàng một chút nào, lên đến 400.000 đô la Mỹ một tháng. Phải nói rằng chỉ có những ngôi sao như Jay-Z hay là Beyoncé mới có thể chơi với những con số khủng khiếp như vậy. Cặp đôi quyền lực của Hollywood cũng sống sang chảnh khi họ thuê một căn biệt thự lộng lẫy tọa lạc tại khu đất Holmesby Hills, nơi chỉ dành cho những người thượng lưu. Căn biệt thự này rộng tới 1.500 m² với 7 phòng ngủ và 8 phòng tắm. Điều đáng ngạc nhiên là giá thuê của nó là 150.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Đúng là tiền đủ để một người bình thường sống cả đời. Nhưng thì ra, sau đó Jay-Z và Beyoncé đã quyết định không chỉ thuê mà mua lại căn biệt thự ở Bel Air. Giá trị của căn biệt thự này lên tới 88 triệu đô la Mỹ. Giá chào bán ban đầu là 120 triệu. Họ thực sự là đẳng cấp và không ngại chi tiền để có một tổ ấm đẹp như mơ ước. Hơn 58.000 tỷ đồng, con số không tưởng đối với một người làm nghệ thuật. Khả năng cao Jay-Z sẽ giữ danh hiệu rapper giàu nhất trong khoảng thời gian khá lâu. Bởi giờ đây, gần như không có ai đủ sức so tiền với Jay-Z nữa rồi. Dr. Dre cũng là một trong những cái tên không thể không nhắc tới khi nói đến một trong những rapper giàu có nhất thế giới. Ông là một rapper, diễn viên, doanh nhân và nhà sản xuất người Mỹ với tài sản ròng lên đến 950 triệu đô. Đúng là một con số khủng không thể tin được. Dr. Dre là một trong những nghệ sĩ giải trí thành công nhất trong suốt 3 thập kỷ vừa qua. Ông đã kiếm được hàng trăm triệu đô từ sự nghiệp âm nhạc và không chỉ dừng lại ở đây, ông còn đầu tư và kinh doanh thành công trong nhiều lĩnh vực khác. Một phần lớn khối tài sản của Dr. Dre đến từ sự nghiệp âm nhạc. Ông đã bán được hàng triệu album và đĩa đơn trong suốt sự nghiệp của mình. Từ thời là thành viên của nhóm NWA cho đến khi solo, ông đã gặt hái được những thành công vô cùng vàng rồi. Và đừng nghĩ rằng thành công chỉ là danh tiếng, bởi thành công của ông còn dẫn đến một lượng thu nhập khổng lồ từ doanh số bán hàng và quyền tác giả. Đó là cách ông đã xây dựng một khối tài sản đáng mơ ước. Dr. Dre không chỉ là một rapper mà còn là bậc thầy trong việc biến những giai điệu thành khối tài sản khổng lồ. Mặc dù đã tạm ngưng ca hát và không phát hành album từ năm 2015, nhưng thu nhập của Dr. Dre vẫn nằm trong top hàng đầu. Ông vẫn đang làm mưa làm gió với khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán cổ phần của mình cho hãng Beats. Apple mua lại nó vào năm 2014 với mức giá khủng lên tới 3 tỷ đô. Đúng là Dr. Dre biết kinh doanh đúng lúc, chẳng phải ai cũng làm được đâu. Một cái tên không thể không đề cập đến đó chính là Kanye West, một ngôi sao âm nhạc vô cùng nổi tiếng.
Trước sự kiện phát ngôn bài Do Thái, Kanye West được xem là một trong những ngôi sao giàu có nhất trên toàn thế giới. Tạp chí Forbes từng ước tính giá trị tài sản ròng của ông lên đến 6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau những biến cố đó, khối tài sản của ông đã giảm xuống còn khoảng 400 triệu đô. Điều này cho thấy rằng, rõ ràng sự liên quan đến vấn đề cá nhân và phát ngôn gây tranh cãi có thể ảnh hưởng đến thị trường và giá trị tài sản của một ngôi sao như thế nào. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thành công và ảnh hưởng của Kanye West trong ngành công nghiệp âm nhạc và thời trang. Sự giàu có của Kanye West chủ yếu đến từ ngành công nghiệp âm nhạc. Ông đã phát hành nhiều album thành công với hàng triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Những album như là The Clutch Dropout, Let's Registration, Graduation và My Beautiful Dark Twisted Fantasy đã nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình và đạt được thành công trong thương mại. Với doanh số bán hàng đánh bay mọi kỷ lục, các album này đã góp phần quan trọng vào khối tài sản của ông. Ngoài âm nhạc ra, Kanye West cũng là một doanh nhân thành đạt. Ông có nhãn hiệu thời trang mang tên Yeezy, được hợp tác với nhãn hiệu lớn như là Adidas. Yeezy đã trở thành một thương hiệu thời trang nổi tiếng và được ưa chuộng trên toàn thế giới. Các đợt phát hành giày và sản phẩm Yeezy khác thường nhanh chóng bán hết và tạo ra doanh thu vô cùng đáng kể. Không chỉ là một ngôi sao âm nhạc, Kanye West còn biết cách nhảy vào lĩnh vực bất động sản. Ông đã đầu tư vào những tài sản vô cùng đắt đỏ, bao gồm các biệt thự xa xỉ tại Hidden Hills và Bel Air, Los Angeles. Những tài sản này có giá trị đáng kể và đóng góp vào tài sản ròng của nam rapper. Rapper người Mỹ Kanye West đã gây sửng sốt vì vừa chi 850.000 đô. Đó là đủ tiền mua một ngôi nhà đẹp ở nhiều nơi đấy. Nhưng Kanye West đã mua một hàm răng. Nhưng đừng nhầm, ông ta không phải chỉ muốn một hàm răng bình thường đâu. Ông ta đã lấy cảm hứng từ một nhân vật trong loạt phim điện ảnh Điện viên 007. Chẳng phải ai cũng có đủ tiền để biến mình thành một điện viên 007, nhưng Kanye West thì khác. Và cuối cùng là P. Diddy, hay còn gọi là Sean Combs. Không chỉ là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong làng giải trí, mà còn là một trong những người giàu có nhất trên thế giới. Theo các nguồn tài chính thì tài sản ròng của Diddy được ước tính khoảng 900 triệu đô la Mỹ. Nam rapper đã tích lũy được khối tài sản ấn tượng này thông qua sự nghiệp âm nhạc, kinh doanh và các hoạt động đa dạng khác. Ông không chỉ biết làm đại ca trong âm nhạc mà còn làm đại phú trong kinh doanh. Diddy còn có một sự nghiệp âm nhạc đầy thành công với nhiều album bán chạy và hit đình đám. Những thành công như là I Will Be Missing You hay là More Money, More Problems đã mang lại cho ông không chỉ danh tiếng mà còn cả doanh số bán hàng khổng lồ. Qua việc sáng tác, sản xuất và biểu diễn, ông đã thu về lượng tiền khổng lồ từ doanh số bán hàng và các hoạt động liên quan đến âm nhạc. Ngoài sự nghiệp âm nhạc ra thì Diddy còn là một doanh nhân thông minh và tài ba. Ông sở hữu điều hành nhiều công ty trong lĩnh vực thời trang, giải trí, đồ uống và vân vân. Các thương hiệu nổi tiếng như là Sinjon, Ciroc Vodka hay là Revol TV đều là những thành công trong kinh doanh của ông. Qua việc đầu tư và kinh doanh thì rapper này đã tạo ra thu nhập đáng kể và xây dựng một khối tài sản đồ sộ. Diddy thực sự có gu thẩm mỹ tinh tế và đam mê sưu tầm nghệ thuật. Không chỉ là một ngôi sao âm nhạc, Diddy còn sở hữu rất nhiều bất động sản đẳng cấp, bao gồm biệt thự tuyệt đẹp tại Miami và một ngôi nhà sang trọng tại Los Angeles. Ngoài ra, P. Diddy còn sở hữu một chiếc xe hơi đẳng cấp để thỏa mãn đam mê của mình. Rolls Royce Phantom hay là Maybach 62S là những cái tên mà ông đã chọn. Những tài sản và xe hơi đẳng cấp của P. Diddy là biểu tượng của thành công và phong cách của chính ông. Sự giàu có của P. Diddy không chỉ đến từ sự thành công trong lĩnh vực âm nhạc và kinh doanh, mà còn là kết quả của sự sáng tạo, sự kiên nhẫn và khả năng nhìn thấy cơ hội kinh doanh. Diddy là một ví dụ điển hình về việc biến sự nghiệp nghệ thuật thành một đế chế tài chính vô cùng ấn tượng. Đó là những ví dụ về những rapper giàu có nhất trên toàn thế giới. Nhưng đằng sau những tài sản này là những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên nhẫn, sáng tạo trong âm nhạc và trong lĩnh vực khác. Dù là những cái tên này hay là nhiều tên tuổi khác trong danh sách những rapper giàu có nhất thế giới, thành công của họ không chỉ đo lường bằng số tiền trong tài khoản, mà còn là sự ảnh hưởng vượt ra ngoài ngành âm nhạc. Họ đã làm thay đổi cách nhìn về sự thành công và khẳng định rằng đam mê, sự sáng tạo và sự kiên nhẫn có thể đưa chúng ta đến mục tiêu cao hơn mà chúng ta mơ ước. Và đó là những gì cho video ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like, một follow để ủng hộ ekip tụi mình để ra những video chất lượng hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.